Thế hôm nay anh đi bắt hôm nay là hết rồi đấy nhỉ? Bắt được bao nhiêu con? 19 con á. Ai rồi? Hôm qua 20 con này. Hôm qua được 10 con này. À. 10 con, 19 con. Thì bắt hết đấy chứ. Có 30. Ơ, lợn con chỗ nào nhỉ? Trong kia. Dạ, đâu chỗ nào? Trong kia à? À, bé lắm nhỉ? Anh nhốt trong chuồng à? Sao con kia nó lại nhảy ra được? Đấy, nhét qua cái lỗ ấy. Gọi nó đi. Ít ít. Lợn biết kêu. Ít ít. Ít ít. Đấy, chưa? Đây, ở dưới chân bông có một lá đấy mọi người ạ. Đây.